Xin kính chào quý vị và các bạn và các bác yêu audio trên toàn quốc. Nếu lần đầu quý vị và các bạn và các bác xem video trên kênh của em thì xin hãy bấm nút đăng ký và nút theo dõi để nhận được những video sớm nhất và đầy đủ ở bên em cập nhật hàng ngày. Và ở video này em xin mở hộp tháo chiếc đẩy Lando Q502, dòng đẩy bãi chất lượng công nghệ Anh Quốc. Và dòng đẩy này nó có cái ngoại hình rất là đẹp đấy các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái mặt của nó đây, rất là đẹp. Logo phay nhôm. Rồi đi vào cái nội thất của nó thì em xin giới thiệu với các bác. Đầu tiên là con này, nó là dòng đẩy 2 kênh. Đó, dòng đẩy 2 kênh chạy class H các bác nhé. Chạy class H. Đây, nguồn đôi đây, class H các bác nhé. Và chạy 16 con MOSFET. Dòng MOSFET này, và các bác nhìn đây, những bác mà hiểu về linh kiện điện tử thì nhìn thấy biết là cái dòng này chất lượng linh kiện rất là tốt. Nó sử dụng những con trở này các bác. Con trở nó to như cái ngón tay cái các bác, và dài bằng con sò luôn. Nghĩa là nó có thể đánh ở hiệu suất cao mà nó không sợ chết trở hay là bị nhiễu động. Bởi khi con trở nóng lên thì những con trở to lúc nào cái độ nhiễu động nó cũng thấp hơn, bởi vì nó kiểm soát được nhiệt độ. Và tiếp theo là nó sử dụng 4 con tụ nguồn đấy các bác. 4 con tụ nguồn cực dài và cực lớn. Cực dài các bác nhá. Tụ nguồn rất là dài đấy các bác. Đấy, rất là dài. Và bo nguồn nó, các bác nhìn cái bo nguồn nó rất là lớn đây. Và dây điện đi rất là gọn gàng, rất là đẹp. Đây là vỉ sau của nó. Đằng sau nó chạy tín hiệu đầu vào thì nó sử dụng jack Newchick các bác nhá. Jack Newchick đây. Và một đường line sang con đẩy khác. Nó có các loại đánh này. Đầu tiên là đánh stereo là đằng trên. Ở dưới đánh brang. Dưới nữa đánh bridge. Đó, có 3 chế độ đánh. Và không thể thiếu được là cái cổng truyền thống, là cái cổng tín hiệu ra, là đường công suất ra, và một đường công suất Newchick. Đó, thì là rất là cơ bản. Dòng đời này rất là cơ bản, thiết kế rất gọn gàng và cơ bản. Ưu điểm của nó là quạt rất là êm. Đây, em đang mở bằng con đẩy đấy đây các bác. Em có thể quay em cho nhỏ hết cỡ nhạc. Đây, để em vặn cho nhỏ nhạc hẳn đây. Rồi, em sẽ quay camera vào cho các bác. Không thể nghe thấy được. Đây, đẩy vẫn đang bật đấy các bác. Các bác thấy đèn sáng không? Đẩy vẫn đang bật nhá. Thì các bác đây có thể nghe khi em tắt bỏ nguồn này. Nghĩa là khi mà bật nguồn và tắt nguồn, nó không có tiếng quạt gió luôn. Đấy, tiếng quạt gió rất là êm đấy các bác. Và em sẽ quay về đằng sau cho các bác xem là khi đang hoạt động quạt gió đang quay đấy các bác. Đó, nếu các bác em để hẳn cả camera trực tiếp vào quạt, nó cũng không thể nghe được tiếng quạt của nó các bác nhá. Thì là dòng đẩy này rất là êm. Đó là cái đặc trưng của những dòng đẩy cao cấp. Cái tiếng của nó rất là êm, và cái tiếng ồn môi trường nó không có. Đấy là cái thiết kế quạt gió rất là chuẩn. Và đây là cái ruột của nó. Thì bây giờ em nói tiếp là nó sử dụng 16 con MOSFET. Thì 16 con MOSFET này, đây các bác đấy, đếm 1, 2, 3, 4, dưới 4 nữa. Và nó có 2 con lái ở đây đây. Đây, đây là cái con trở của 2 con lái. Nó ngầm ở bên trong đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nếu chúng ta đếm sò, đếm sò ấy, 2 con lái là gắn ở bên trong đây. Đếm sò thì nó sẽ là 16 cộng 14 nữa là tròn 20 sò. Nhưng mà nó chỉ có, thực sự nó chỉ có 16 sò công suất. Và 4 con kia nó là con lái, con khuếch đại, tiền khuếch đại. Nên là chúng ta không tính vào cái phần công suất. Em thấy nhiều kênh đi đếm sò và tính luôn cả cái con lái đấy là công suất luôn thì rất là dở. Làm như vậy thì làm các bác hiểu sai về cái cục đẩy. Đây em có sao nói vậy. Con này nó chạy bằng 16 sò. Đấy, 16 sò công suất. Và nó mỗi bên nó có thêm 2 con lái nữa. Là nếu mà đếm sò thì nó sẽ lên là thành 20 sò, nhưng mà thực chất nó chỉ có 16 sò thôi. Đó.
Và các bác nhìn nguồn đây, IC nguồn, các bác nhìn mã IC nguồn đây. Dòng dòng chip IC nguồn này cực cao cấp. Dòng chip này thì chip nguồn này thì các bác yên tâm là cái nguồn nó ra rất là sạch. Và minh chứng là cái tiếng nhạc của nó rất là sạch các bác. Theo đó là một cái con nguồn rất là lớn, nguồn đánh cho đẩy 2 cân rất lớn. Đó, đây con nguồn của nó. Và cái máy của nó rất là gọn nhẹ các bác nhé, rất là gọn và nhìn rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả rất cao. Bởi vì bình thường ấy, những cái dòng đẩy khác ấy thì là nó trải dài một cái con tản nhiệt trải dài ở đây và nó đánh xò hết một hàng này. Và cái tản nhiệt này nó làm cho mỏng xuống. Đấy, chỉ dày đến đây thôi, nhưng con này nó rất là thông minh. Nó làm cho cái tản nhiệt dày lên, gấp đôi lên và cái quạt gió nó đi đến đây thôi, nó gây tiếng ồn ít hơn. Và nhìn nó gọn máy hơn. Đấy, các bác nhìn tổng thể cái máy rất là khôn. Đó. Thì giá em báo luôn chỉ có 3.500.000 đồng. Đấy, giá khai xuân các bác. Các bác đi, ngay cả những cái con dây mà đi trong cái quạt nó cũng làm rất là đẹp các bác. Đi rất là gọn gàng các bác thấy không? Đó, đây là cái phong cách dây rất là chuẩn chỉnh chu các bác thấy không? Đó. Dòng này thì các bác yên tâm là không có thể nào mà có những con mà tầm tiền mà chất âm hay hơn nó được. Cũng chỉ bằng nó thôi. Hoặc đó có thể nhỉnh hơn. Có những nơi bán những cái dòng Lando này các bác quá hiểu rồi. Lando này những cái dòng 30, dòng 30, dòng 300 ấy thì có những nơi bán đến 3.500.000 rồi. Nhưng dòng này em bán dòng 50 này thì em bán giá 3.500.000. Đấy, thì nên là các bác cần hãy điện thoại luôn cho em về rất nhiều dòng này đây. Em có thể quay cái lô cho các bác. Đây. Lô của nó, trời nó đã tối rồi em phải bật đèn flash các bác. Đây cái lô của nó đây. Lô đẩy của nó đây. Thì bác nào có nhu cầu lấy đẩy dòng Prando này để đánh hai, nó có thể cân được một đôi bát full 25, 30, 40 B3 40 đánh vào nức nở các bác ạ. Đây, đôi bát B3 40 đây, full 40 đánh vẫn ok, rất là hay. Và cảm giác dư lực luôn. Bởi vì nó là dòng máy class hát mà hiệu suất rất cao. Và lại được cái chất linh kiện tốt này thì tiếng rất là hay. Không còn gì để bàn nữa. Thì giá là 3.500.000. Bác nào có nhu cầu điện thoại cho em. Và số điện thoại là 098 119 3686. Em giao hàng toàn quốc. Hoặc là bác nào có nhu cầu tư vấn cũng như là nâng cấp thiết bị thì cứ điện thoại cho em. Em sẽ hỗ trợ các bác trực tiếp qua điện thoại hoặc qua Zalo miễn phí. Và mong các bác xem video của em thì hãy nhớ đăng ký kênh. Nếu các bác thấy hay thì hãy like giúp em. Em là một kênh mới nhưng mà các bác đã trong thời gian qua đã ủng hộ em rất nhiều. Và em cảm ơn tất cả các bác. Rất nhiều các bác ở các tỉnh thành xa xôi đã ủng hộ em. Và đó là cái niềm động lực để cho em ra những sản phẩm giá tốt với thị trường. Em nói thật thì em cũng là một người từng chơi audio rất nhiều, rất lâu rồi. Và em cũng là người thợ, làm thuê người ta rất nhiều nơi. Và bây giờ em trực tiếp là người bán, người thợ bán, em không làm thuê nữa. Thì em nhận thấy rằng là có rất nhiều nơi bán hàng. Việt Nam chúng ta bây giờ là một nước gọi là nước nghèo các bác. Thì cái thú chơi âm thanh thì nó có thể đi xuyên thời gian và đi xuyên không gian cũng như là đi xuyên hoàn cảnh. Mà nước Việt Nam chúng ta là nước rất nghèo, dân chúng ta còn rất là hoàn cảnh. Thì em muốn gửi đến những thiết bị hàng bãi chất lượng tốt đến tay những bác, những anh, những chị và những bác, những chú. Đấy, muốn có một dàn âm nhạc karaoke cũng như là nghe nhạc nó hay với giá tiền là dễ tiếp cận. Chứ nhiều nơi em thấy có những dòng bán rất là đắt. Ví dụ con đẩy như vậy bên em bán thì lấy lãi các bác có vài trăm nghìn đủ tiền vận chuyển, em chỉ lấy cái công một chút thôi. Nhưng mà có những nơi cũng là con đẩy này đây, em không nói xấu gì nhưng mà em nói thật, em nói lên thì có rất nhiều bác bán ghét em. Nhưng mà em cũng nói luôn là có nhiều nơi người tiêu dùng của chúng ta toàn là những người nghèo thôi. Nếu các bác mà không phải là người nghèo hay là những người thừa điều kiện thì chắc là cũng không bao giờ tìm đến bọn em, không bao giờ tìm đến những người bán hàng bãi như bọn em, đúng không? Nên là chúng ta, dân Việt Nam chúng ta rất là nghèo. Nên là em mong là tất cả các bác bán hàng hãy đồng cảm
cũng như là cùng chung tay là không độn giá hàng để mang những sản phẩm tốt đến cho khách hàng. Và dòng đời này em xin báo giá lại là 3,5 triệu thôi. Thị trường bán giờ giá rất là cao các bác. Các bác yên tâm đi, bên em lấy hơn 20 con cơ. Em lô này em hơn 20 con, các bác cứ yên tâm đi. Em sẽ luôn luôn mang đến chất lượng và cái giá thành tốt nhất cho các bác. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Và em xin chào các bác. Cảm ơn các bác đã ủng hộ em thời gian qua.